trước khi tới 30 phút làm việc, mình đã từng một sinh viên và mình đã học hết 2 năm đại học, và mình cảm giác là con đường học đại học nó không thực sự mình thích. Trước khi đến 30 phút, mình đã từng học băng tóc của người Anh, với là học chuyên chưa là theo cái phong cách của mình. Đó là mình thời gian mình đi làm nhiều thứ, làm áo sắt, nói chung là như vậy. Trước đó mình chưa biết anh Dương, và có một anh thì giới thiệu mình tên là anh Dương, và một anh thì Dương chất lắm, thì cũng mong mới vào xem và tình cờ xem Facebook và clip của anh cắt, thấy chất và mình hỏi anh mình xin lên học và làm, thì anh bảo em sắp xếp thời gian đến để thế là vừa là qua là 1-2 lần đi cắt tóc ở quán Anh Dương, thì và anh ấy qua tâm sự với nhau về cái công việc của anh ấy làm từng ngày, về sau khi mà nói chuyện xong với anh ấy thì là cảm giác kể đấy có một chút gì đó là mình cũng muốn thử và mình theo cái thì cũng như mọi ngày khác như bình thường, thì đang trong một buổi tối em nói lên Facebook, nói chuyện với bạn bè, thì có thấy một clip của một quán cắt tóc nào đó đang đi cắt từ thiện cho những người dân lao động và những người vô gia cư ở xung quanh thành phố, thì em cảm thấy em muốn đi theo và muốn tìm hiểu đến xem như thế nào, và muốn được cùng mọi người để giúp đỡ cho những người vô gia cư đó một niềm vui nho nhỏ nào đó. Gì thì người định hướng cho mình đó chính là anh Long và anh Dương. Chính Dương thì Dương là người định hướng vào chuyện cảm hứng mình, vừa là người thầy vừa là người anh đã dạy dỗ em một cách chỉn chu nhất để biết sâu hơn về một ba bơ. Chúng ta người mà dạy cho mình cách sống làm việc tại công an số thì làm đêm ở đây mà như ngôi nhà thứ hai của mình. Thực sự thì mình rất là vui, bởi vì mình thấy là không khí ở trong quán, là anh em trong quán qua mình như là một anh em trong gia đình. Cảm giác mình không bị phi lý người khác. Lần đầu tiên em được nhìn thấy một quán cắt tóc mà có đúng theo kiểu gu của mình và đúng theo kiểu cái phong cách của mình. Anh em khá là hòa thuận và thân thiện. Sở thích của mình đó chính là B-boy và DJ. Đi phượt hay là tập trung anh em với bạn bè ăn uống rồi thích nhảy nhót và ngồi phía xa khác. Thì ước mơ của mình chỉ rất là đơn giản thôi, là muốn được đi cùng anh em, muốn được đi cùng anh em mãi không? Để mà đi cùng anh em cho đến ngày hôm nay thì em trải qua rất nhiều khó khăn, như là gia đình, thời gian, và kiểu cảm giác của mình. Tuy nhiên mình đang được ở ngoài, mình đang đi học, mình chơi, mình thoải mái, thì mình đi quan tóc thì mình cảm giác là mình chỉ ở bậc quan tóc thôi, nhưng mà được một thời gian thì mình cảm thấy quen và chỉ muốn là ở trong quán tóc này, không muốn đi đâu cả. Không bao giờ shop như một gia đình của em, không phải là một nơi này em, nhưng mà làm việc thôi. Nhưng mà ban đầu mình cắt thì phải nói là hơn cả tệ, và thậm chí là hơn rất tệ. Không bao giờ mình cắt có lỗi sơ rồi tầm 2-3 tiếng đồng hồ cắt xong vẫn cứ là tệ. Vì thế nên là mình phải thật là cố gắng mình lúc nào cũng phải chắc chắn bản thân để mà làm ra được những mà nó tốt hơn và phải đẹp hơn. Trước khi mở bao shop thì mình chỉ đi học thôi, bởi vì là cái năm mà mình vào cái nghề tóc này thì năm ấy mình chỉ có 15 tuổi, mình cũng rất là bỡ ngỡ.
thì chị biết là vào học cái tóc này chỉ để cho gia đình được yên tâm để mình được hưởng lợi, nhưng mà mình làm dần thì mình cảm thấy rằng là nó phù hợp với con người của mình cạnh. Đi làm với một người gì mình làm cũng được 8 năm, và sau khoảng thời gian 8 năm đấy mình cảm thấy rằng là ngày nào nó cũng như ngày nào, nó không có sự tiến triển hơn mà cảm thấy rất là nhàm chán. Và do một lần vô tình mình xem ở trên mạng rất là nhiều video về Barber, nhưng mà hồi đó mình vẫn không hiểu rằng là Barber là gì. Có một người em của mình nói với mình rằng là anh thử tìm hiểu về Barber, xem Barber như nào. Rồi bắt đầu mình mới tìm hiểu dần, và mình bắt đầu thấy cảm thấy là thích cái đấy, và mình đã mở cái shop riêng để làm việc. Tất cả những người anh em ở shop của mình thì tất cả những anh em đấy đều là những người anh em chơi mình trước khi mà làm mình tóc này. Mình cảm thấy rằng là một bao shop không chỉ là được cắt tóc, mà nó là một nơi mà để cho tất cả anh em có thể tụ họp lại, và những người anh em đấy cùng đam mê với mình. Thực ra thì trước đây khi mình mở ra cái shop này thì mà mình cảm thấy là cuộc sống của mình rất là nhàm chán, ngày nào mình làm việc một mình rất là mệt mỏi. Nhưng từ khi mình làm mở shop ra thì mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó rất là vui vẻ, hàng ngày đến gặp tất cả anh em bạn bè vui vẻ nói chuyện với nhau và cười nói thoải mái với cái người trẻ và cái đam mê của mình. Mình cảm thấy rất là hài lòng.